mọi người thấy cái xà lan gì đỏ này không, nó tới 1.200 tấn lần á, nó gấp 3 lần của mình á, mình có 400 mà nó tới 1.200 lần á. Tự nhiên chưa tới tài con không chạy vô đây chứ biết họ mất công dê ra. Mọi người ơi, xà lan mình đang nhận hàng nha mọi người, các bao phân của cái băng tải đưa xuống thì cần đứng sắp thôi, máy móc là hiện đại luôn á. Trên cảng nè, chứ sao mình có một máy xuất hàng nữa, đang xuất chiếc ghe phía trước mình có hai máy nữa, đó là chiếc xà lan. Mình đang được đậu ở trong cái máy này, máy nhà luôn á, có bốn máy nhưng mà hai máy là ở ngoài trời, còn hai máy được nằm ở trong cái nhà. Bia khi lên cảng mọi thứ rất là ngăn nắp.